Xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trật Sớm Chuột. Thì hôm nay mình có một câu chuyện buồn. Buồn thật luôn. Câu chuyện của mình muốn chia sẻ cho các bạn nghe. Thì Tết cũng sắp đến rồi đúng không các bạn? Tết sắp đến rồi. Sáng mình xách xe á, đi một quần ngoài đường, người ta bán hoa hoàng ươm ở ngoài đường đó này. Mà mình buồn lắm. Mình thì này là cái bóp của mình nè các bạn. Tết đến rồi bóp này. Thiệt là đi ra đường mình không dám đem theo cái bóp luôn. Vì nó có con mẹ gì để mà đeo luôn các bạn ạ. Nè bóp của mình có cái này nè. Kèo quẹt xe. Thẻ bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xe. Chứng minh nhân dân. Thẻ sinh viên photo nè các bạn, đẹp trai không? Đây là thẻ sinh viên photo của mình nè. Thẻ y tế em nè các bạn. Vietinbank. Cuộc đời mình chỉ duy nhất có một cái thẻ Vietinbank thế này thôi mà bây giờ chắc nó trừ âm tiền trong này rồi mấy bạn à. Quăng đi. Còn nữa, mày mấy cái này không nên bóc ra. Buồn lắm, bây giờ mình không biết nói với bạn sao luôn. Thôi thì giờ vậy nha. Mình viết nó gọn trong đoạn rap. Mình rap cho mấy bạn nghe. Nghe vui vui, đón Tết cho nó vui xíu cũng được. Chứ mình thì mình buồn quá buồn. Chán lắm. Thôi vậy nha, mấy bạn nghe đoạn rap của mình đi. Happy New Year. Vẫn giống Tết xưa, vẫn ưa đồ mới, vẫn chưa có tiền. Tết nay vẫn giống Tết xưa, đu đưa qua chỗ bầu cua nó ghim. Tết nay vẫn giống Tết xưa, dây dưa kiếm trát 30 mới về. Tết nay vẫn giống Tết xưa, mây mưa cẩn thận chứ ra dương có bấy bề. Dâu dâu sắp tới là cái Tết Việt Nam, nhìn người ta đón Tết thiệt ham. Ngàn sóc vài bộ đồ lịch lãm. Nghe cái tôi đang kiếm việc làm. Ngày hôm qua mong thằng Tài gõ cửa. Còn 10k tôi đang chấp nhận bỏ bữa. Chưa 30 Tết chưa biết ai giàu hơn ai. Thế mà thằng Tài bảo số mày thúi em con trai. Con trai thấy đấy nên lo làm ăn đi. Để Tết này có money mà rằng vị. Nghe cái tôi làm lâu nay tiền không đủ đổ xăng. Thế nên nói Tết này căng nhỉ. Không biết vài ngày nữa sau đây. Xách ba lô về không có bộ đồ mới. Rồi cảnh bị lũ nhỏ bao quay. Ai cao tay thì giúp hộ tôi với. Chỉ còn vài ngày nữa lại đón Tết đến xuân về. Người người nồng nhiệt hơn, tranh thủ sắm Tết cận kề. Còn mình ngồi nhịp chân, không biết Tết sắm cái gì. Nghĩ lại đành bỏ đi, vì chẳng có money. Vì chẳng có money, yeah, la 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 la. Vì chẳng có money, la 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 la. Yo yo, văng đi văng đi, la 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 la. Giờ ai cho 50k hớt tóc không ạ?